Triển lãm quốc tế ngành y dược Việt Nam Medipharm Expo lần thứ 28 quy tụ 200 gian hàng của 150 doanh nghiệp trong và ngoài nước, giới thiệu về dược phẩm, thảo dược, thực phẩm chức năng, máy móc chế biến, đóng gói dược phẩm. Triển lãm quốc tế chuyên ngành y dược là sự kiện tiêu biểu trong ngành y tế Việt Nam, được tổ chức thường niên dưới sự phối hợp của Bộ Y tế và Bộ Công Thương. Triển lãm năm nay có sự tham gia của nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ như Ấn Độ, Ba Lan, Đức, Hàn Quốc, Nga, Nhật Bản. Sự kiện là cầu nối giao thương quan trọng giúp các doanh nghiệp tiếp cận các đối tác tiềm năng, quảng bá giới thiệu các trang thiết bị với công nghệ hiện đại, là nơi để các chuyên gia tìm hiểu về xu hướng của thị trường, mở ra cơ hội để các tổ chức doanh nghiệp trao đổi kinh nghiệm, nắm bắt cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, khám chữa và điều trị bệnh. Việt Nam đang là một địa điểm đầu tư hấp dẫn, một cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong ngành y dược. Doanh thu từ dược phẩm dự kiến đạt khoảng 7,51 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025, chiếm 1,78% GDP và 32,2% chi tiêu cho chăm sóc sức khỏe, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm trong giai đoạn 2020-2025 là 8%.